Thưa quý vị, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân Quyện Vĩnh Thạnh vừa thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng Nhân dân Quyện Vĩnh Thạnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đã thảo luận làm rõ và thống nhất điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong báo cáo và dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp giữa năm, gồm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, lĩnh vực pháp chế, báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, báo cáo công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 nhìn chung các báo cáo đã phản ánh đúng thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ của quyện nội dung các báo cáo ngắn gọn đầy đủ thông tin